Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ, chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường, về các nhóm ngành và các mã cổ phiếu. Đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay, chỉ số xuất hiện một cái phiên hồi phục, liệu đã có đáy hay chưa? Chiến lược giai đoạn tới là gì? Chúng ta nên ưu tiên những cổ phiếu nào để danh mục có thể tối ưu nhất? Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ cùng với mọi người đi qua phân tích đánh giá để từ đó giúp cho anh chị mình lên được một cái chiến lược đầu tư hiệu quả nhất nha. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và anh chị thấy video hữu ích đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây nè. Có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì về cổ phiếu, về thị trường hoặc là góp ý về kênh thì mọi người cứ thoải mái comment bên dưới nha. Bên cạnh cái việc được hỗ trợ giải đáp thì theo thuật toán của YouTube, những video có nhiều like, có nhiều comment sẽ được đề xuất tốt hơn. Nên nếu như mọi người yêu quý thì có thể ủng hộ em bằng cách là nhấn like, đăng ký kênh và để lại một cái comment để tăng tương tác. Trong phần mô tả sẽ có thông tin là số điện thoại của em. Mọi người cần hỗ trợ mở tài khoản VBET hoặc đã có tài khoản rồi muốn chuyển ID về em tư vấn thì cứ liên hệ với em qua thông tin này để được nhận những khuyến nghị chi tiết nhất về điểm mua điểm bán những cổ phiếu tiềm năng cũng như là hỗ trợ cơ cấu danh mục hoặc có thể tham gia trước vào cộng đồng này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nơi em chia sẻ những thông tin hỗ trợ thị trường, giải đáp các câu hỏi để mọi người có thể đưa ra được quyết định kịp thời hơn và cũng như là có những cái điểm nhấn gì quan trọng, những cái cổ phiếu tiềm năng em sẽ gửi lên đây để anh chị tham khảo. Cách thức tham gia nó rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần làm một việc là nhấn vào cái đường link ở đây. Để nhấn vào đây, đăng ký tham gia là được. Và nếu những anh chị nào đã đăng ký rồi mà chưa thấy được em duyệt thì cứ nhắn tin cho em. Em sẽ hỗ trợ mọi người một cách sớm nhất nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thị trường qua phiên ngày hôm nay một tí nè. Thì mình thấy là VinDAX mở đầu tuần mới bằng một cái phiên giao dịch rất là ảm đạm. Chỉ số gần như là chỉ rằng co hẹp quanh cái ngưỡng tham chiếu rồi sau đó đóng cửa tăng nhẹ 2,05 điểm, tức là 0,16% lên 1254,77 và thanh khoản thì sụt giảm về lại cái ngưỡng mà thấp nhất năm. Một trong những phiên mà thấp nhất của năm nay với giá trị trên sàn HOSE chỉ đạt khoảng là hơn 10.800 tỷ anh chị. Một con số rất là ảm đạm. Trong đó thì cái sự phục hồi cuối ngày của nhóm cổ phiếu VIN30 nó đóng góp quan trọng vào cái đà phục hồi của thị trường, giúp cho chỉ số lấy lại được cái sắc xanh. Với tâm điểm mình có một số cổ phiếu như là Hòa Phát nè, ngày hôm nay nè, dòng thép thì ngày hôm nay có sự phục hồi tương đối nè. Mình có Hòa Phát, mình có Masan, mình có STB, rồi BLX, FPT là một số cổ phiếu mà đóng góp tích cực cho thị trường. Nó đối ứng lại lực bán của Vinhome. Vì ngày hôm nay Vinhome giảm gần 3% và lấy đi của thị trường khoảng 1.2 điểm thì mình có những cổ phiếu như Hòa Phát, FPT, Vietcom, ACB, Techcom, Masan nó cân lại. Còn vận động chung của các nhóm ngành ngày hôm nay đều là cái sự hồi phục nhẹ. Mình thấy có 211 mã tăng sau 162 mã giảm ngày hôm nay. Để hầu hết các nhóm ngành từ lớn đến nhỏ đều có sự hồi phục nhưng mà vẫn rất là phân hóa. Trong đó thì chứng khoán và thép được xem như là hai nhóm ngành mà cũng gọi là tăng tốt so với phần còn lại. Là chứng khoán này, thép này. Để so ra thì tăng tốt đấy, nhưng mà rõ ràng cái biên độ tăng cũng không quá lớn, khoảng đâu đó là 1-2% thôi, một cái sự phục hồi nhẹ nhàng. Về góc nhìn kỹ thuật thì mọi người thấy, sau một cái chuỗi giảm liên tục của thị trường, thì ngày hôm nay VinDAX nó đã có một cái phiên tạm ngừng bán với cái sắc xanh nhẹ trở lại, tăng 2.05 điểm. Và thanh khoản rơi về cái mức thấp nhất năm, rơi về một cái ngưỡng rất thấp kèm theo biên độ dao động hẹp, thì nó cho thấy một điều là cung ở vùng này nó đã suy giảm tương đối. Lực cung rất thấp đấy, nhưng mà đồng thời nó cũng thể hiện là cái sự thận trọng của cầu luôn. Cả cung và cầu ở vùng này đều đang rất thận trọng. Hai bên đang quan sát lẫn nhau để chờ một tín hiệu rồi ra hành động. Đó là trạng thái thị trường ngày hôm nay. Một cái sự ngừng lại, một cái sự chững lại của cả phe mua và phe bán đang quan sát. Và cái trạng thái giai đoạn vừa rồi của thị trường mọi người thấy nó như thế nào? Cái nhịp giảm từ quanh 1.295 về là cái mức giá hiện tại là quanh 1.205X á, thì cái trạng thái giảm này á, nó diễn ra một cách chậm rãi đúng không? Nó không có cái kiểu là mở biên rơi lớn trong một phiên mà nó cứ cưa mỗi phiên một ít. Tức là cái phiên đầu ngày nó xanh sau đó nó đạp, cứ đầu ngày xanh sau đó đạp là một cái trạng thái mà diễn ra xuyên suốt giai đoạn vừa rồi. Một cái trạng thái giảm chậm rãi. Thì như em có nói với mọi người, những cái dạng mà giảm chậm rãi, những cái dạng mà mở chuỗi rơi như thế này á, thì để cân bằng nó vẫn cần tín hiệu của một cái phiên gọi là hồi kỹ thuật, một cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên để nó lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư. Một cái phiên bật lên có thể không cần thanh khoản nhưng nó phải có cái trạng thái là sôi động trở lại của những cái nhóm ngành thì giúp cho nhà đầu tư họ có cái niềm tin trở lại thị trường. Còn không á,
nó cứ rơi đi ngang, rơi đi ngang, thì chủ đạo vẫn là một cái trạng thái là cưa chân bàn. Nó rất là khó chịu, tại vì nó cứ cho nhà đầu tư hy vọng mong manh rồi sau nó dập tắt trong phiên, dập tắt ở giai đoạn cuối phiên. Nếu như nhìn nhận ở góc độ kỹ thuật á, thì trong những video gần đây em đã nói tương đối nhiều với mọi người rồi. Thì từ đầu năm đến giờ, cái trạng thái chính của VN-Index của chúng ta á, là một cái trạng thái đi ngang trong một cái biên độ. Một cái biên độ rất là dễ thấy nè, đã có những nhịp kích thủng xuống, nhưng mà sau khi bật lại vẫn không vượt được đỉnh. Nó vẫn nằm trong cái biên độ sideways, tức là quanh 1203X cho đến 1208X. Biên dưới quanh 1203X. Biên trên quanh 1208X đến 1300. Cho đến phiên ngày hôm nay, cả năm nay thị trường mình nó chưa có diễn biến mới, nó vẫn nằm trong cái biên độ này. Và giai đoạn vừa rồi, sau khi mà VN-Index nó liên tục nó test fail ở cái ngưỡng biên trên quanh 1208X đến 1300, mặc dù là đã có sự trợ lực từ nhóm leader là nhóm ngân hàng, nhưng mà chỉ số vẫn chưa vượt được. Thì sau khi liên tục test fail, việc VN-Index quay về lại cái vùng biên dưới quanh 1203X đến 1300, xin lỗi, đến 1240 là hoàn toàn có thể nha. Nếu như mọi người muốn hỏi em là hỗ trợ thị trường hiện tại ở đâu, thì em nói luôn, sau khi test fail ở biên trên, thì cái việc mà VN-Index nó có thể nó quay về lại quanh 1203X đến 1240 là hoàn toàn có thể. Tại vì khi mà chỉ số hay là cổ phiếu nó nằm trong một cái vùng sideways, thì nó sẽ đi lên đi xuống ở biên trên biên dưới. Nó chạm biên dưới nó bật, nó chạm biên trên nó chỉnh. Tức là bây giờ cái dư địa chỉnh của thị trường là hoàn toàn có thể về lại quanh 1200x đến 1240. Nhưng mà như em có nói với mọi người rồi, trong những video gần đây và trong bản tin thị trường á, em không muốn mọi người đi đoán một cái con số. Em không muốn mọi người đi đoán một cái mốc số là 1230 hay 1240 hay 1250. Mình đừng có đi đoán như vậy. Một cái nhịp chỉnh, một cái nhịp rơi thì đừng cố tìm một cái điểm rồi mình chặn tàu. Mình cứ buộc là chỉ số nó phải tạo đáy ở đó. Thị trường, mình thuận theo thị trường, mình thuận theo dòng tiền, chứ mình không có thể nào mà bắt điểm số thị trường nó phải đi theo mình được. Nên đừng có cố chặn ở một cái mốc nào đó rồi đoán đáy, mà hãy theo dõi cái phản ứng của cầu. Ở cái vùng giá nào có cầu tham gia vào thì vùng giá đó mình có thể là kỳ vọng là một cái vùng tạo đáy. Chứ mình có đừng có đặt ra một cái con số rồi bắt rằng lực cầu nó phải vào ở vùng đó. Mà cái việc mình làm là gì? Là mình theo dõi tín hiệu lực cầu. Ở vùng nào mà cầu bắt đầu nó vào thì đó là cái vùng mà tín hiệu cho thấy khả năng chỉ số thị trường nó có thể tạo đáy. Và tín hiệu đầu tiên thì như em vừa đề cập lúc nãy luôn, đó chính là cái phiên hồi kỹ thuật. Đó chính là cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên. Và đặc điểm của phiên này anh chị, hầu hết các nhóm ngành nó sẽ có sự hồi phục nha. Và biên độ tăng có thể là từ 3-4%, thậm chí là một số nhóm nó nhảy nó tăng trần. Ví dụ như chứng khoán. Đấy, đặc điểm của phiên hồi kỹ thuật, đặc điểm của phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên sau một cái chuỗi rơi á, là hầu hết các nhóm ngành, hầu hết các cổ phiếu nó có sự hồi phục. Có thể là hồi phục biên độ khác nhau, nhưng mà đa phần nó sẽ đều tăng giá. Tại vì những cái vùng mà cung bắt đầu cạn, không còn lực bán nữa, chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ tham gia vào thì nó cũng sẽ giúp cho cổ phiếu tăng với biên độ rất lớn. Tại vì không có cái cung chặn ở trên, nó không có cái gọi là, anh chị hình dung, nó không có bị chặn ở trên nữa, thì chỉ cần một cái lượng nước đổ vào nó sẽ dâng lên rất nhanh. Đó là tính chất của một cái phiên hồi kỹ thuật. Đó thì thường phiên hồi kỹ thuật thì thanh khoản nó không có cao đâu anh chị. Thanh khoản những phiên đó không cao tại vì không có lực bán. Một cái lượng cầu nhỏ đổ vào nó cũng sẽ giúp cho chỉ số hồi phục được. Ví dụ như em nói ở đây, sau một cái chuỗi giảm liên tục nè, nó xuất hiện cái phiên tăng 1.59%, tăng gần 20 điểm. Mọi người thấy cái thanh khoản phiên này nó có lớn hay không? Không, thậm chí nó thấp hơn cái phiên giảm nữa. Hoặc là ở đây, sau một cái chuỗi giảm nè, nó xuất hiện cái phiên hồi kỹ thuật nè, để phiên này tăng là 22 điểm. Nhưng mà mọi người thấy thanh khoản không? Thấp hơn trung bình, một mức thanh khoản rất thấp. Hoặc là ở đây, mọi người thấy không? Sau chuỗi giảm nè, xuất hiện phiên hồi kỹ thuật nè, thanh khoản rất là thấp. Đó, cái đặc tính của phiên hồi kỹ thuật là biên độ tăng giá sẽ lớn, nhưng mà thanh khoản thì thấp, tại vì ở vùng đó cung cạn rồi. Chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ đổ vào cũng sẽ giúp cho chỉ số hồi phục. Thì khi mà xuất hiện cái phiên bật hồi kỹ thuật thì không cần thiết phải là 1200x, 1200x, thậm chí 1205x như hiện tại. Mà nếu như có hồi kỹ thuật, nếu như có nỗ lực hồi phục đầu tiên á, thì nó đều sẽ có khả năng tạo đáy, chứ không nhất định là phải về đúng hỗ trợ chỉ số nó mới tạo đáy được. Đó là cái muốn anh chị, cái tư duy của anh chị giai đoạn này là mình theo dõi tín hiệu lực cầu, chứ mình đừng có đi đoán ở một cái mốc số. Em giả sử như mọi người bây giờ mọi người đoán, mọi người kỳ vọng rằng à VN-Index nó phải về lại quanh 1230, hoặc là VN-Index, thậm chí là một số anh chị là hỏi em là có khả năng thị trường về lại 1200 hay không, em sẽ không trả lời câu hỏi này. Tại vì về điểm số thì mốc nào cũng có thể cả, mốc
nào cũng có thể, tại vì nó chỉ là một cái con số thôi. Cái quan trọng là ở vùng giá nào cầu nó tham gia vào. Và tín hiệu rất là dễ thấy. Đầu tiên sẽ là phiên nỗ lực hồi phục, đầu tiên sẽ là phiên hồ kỹ thuật. Mình thấy được phiên đó là mình biết à, bắt đầu đã có lực cầu vào. Thì tất nhiên cái phiên hồ kỹ thuật á, nó sẽ không phải là cái phiên gọi là xác nhận thị trường tạo đáy. Nó sẽ còn có những nhịp restart phía sau để kiểm tra cung cầu. Nhưng đầu tiên phải có phiên này thì mình mới có cơ sở để mà hình dung ra một cái vùng cân bằng. Thì có một cái điểm đáng chú ý ở giai đoạn hiện tại á, là hầu là khá là nhiều cái nhóm ngành nó bắt đầu nó về là hỗ trợ. Sau cái đợt giảm vừa rồi, nó có biên chỉnh tương đối và nó đang về là các cái vùng hỗ trợ. Ví dụ điển hình nhất là nhóm chứng khoán đi. Điển hình nhất là nhóm chứng khoán đạn vừa rồi. Biên độ chỉnh của nhóm này là lớn nha. Ví dụ như HCM nó rơi từ đỉnh xuống đi, thì nó rơi đâu đó là cũng khoảng tầm 10%. Thì bắt đầu hiện tại HCM nó chạm về là cái vùng hỗ trợ trước đó là cái vùng nền quanh mức giá tầm 28 nè. Hoặc là SSI nó cũng về là hỗ trợ nè, quanh đỉnh trước là quanh 26.5 nè. Hoặc là thậm chí là con VCI. Đây VCI nè, nó về là cái vùng hỗ trợ quanh tầm 34-35 nè. Rồi những cái cổ phiếu nhỏ luôn, như em nói là CTS nè, rồi STS nè, rồi ai nữa, rồi mình có VDS nè. Đấy, mọi người thấy không? Đa phần các cổ phiếu dòng chứng khoán nó về là hỗ trợ. Thì bắt đầu những cái phiên gần đây, cái biên độ chỉnh của dòng chứng khoán nó không còn lớn nữa. Mọi người thấy không? So với những cái phiên trước đó thì những cái phiên gần đây, cái biên độ điều chỉnh của nhóm chứng khoán nó không còn lớn. Nó bắt đầu nó thu hẹp và ngày hôm nay nó xuất hiện trạng thái hồi nhẹ với biên độ tăng là tầm 1-2%. HCM trong phiên cũng có thời điểm tăng lên được mức giá 29 nè. Đấy, bắt đầu là nhóm chứng khoán nó tìm về lại những cái vùng hỗ trợ. Nó tạm chỉnh lại đà rơi, nó xuất hiện một cái trạng thái là bật nhẹ. Rồi những nhóm khác, ví dụ như nhóm ngân hàng thì các cổ phiếu nó cũng bắt đầu nó quay lại hỗ trợ. Ví dụ STB nè, đây STB quay về hỗ trợ nè, CTG nè, sau khi đánh thủng cái ngưỡng 35.5 thì quay về là cái vùng hỗ trợ nền trước đó là quanh tầm giá 34. Cái em muốn đề cập ở đây là gì? Là nhiều cái nhóm ngành, đặc biệt là những cái nhóm lớn á, bắt đầu nó quay về vùng hỗ trợ. Thì những cái ngưỡng này là những cái ngưỡng rất tiềm năng để lực cầu tham gia vào. Tất nhiên nó hoàn toàn có thể là không có cầu khi mà quá yếu, nhưng mà đây là những cái ngưỡng rất tiềm năng để cầu vào. Kết hợp thêm một cái nữa, mọi người mở VN-Index ở khung đồ thị 1 giờ ra cho em. Mở ra ở khung 1 giờ thì mọi người thấy cái gì? Hiện tại á, cái RSI của thị trường mình nó đang bắt đầu nó rơi về cái ngưỡng quá bán. Thấy không? Đa phần các nhóm ngành về hỗ trợ, RSI về quá bán, nên đây sẽ là một cái bối cảnh rất thuận lợi để thị trường của mình nó có thể xuất hiện một cái nhịp hồi kỹ thuật. Và như em nói, tất nhiên cái phiên hồi kỹ thuật nó không phải là một cái phiên nó sẽ xác nhận tạo đáy. Nó chỉ là một cái điều kiện cần để mình tìm kiếm cái vùng cầu thôi. Đó, thì bây giờ bối cảnh hiện tại rất thuận lợi để xuất hiện phiên hồi kỹ thuật. Tất nhiên, sau khi ví dụ giả sử em nói quanh đây xuất hiện hồi kỹ thuật đi, thì nó vẫn sẽ còn những cái nhịp restart lại để nó xác định là nhịp này tạo đáy hay nó chỉ là một cái nhịp bull trap. Nhưng mà ít nhất phải có nỗ lực hồi phục đầu tiên để thể hiện cầu vào. Lực cầu nó luôn luôn là cái mấu chốt của bất kỳ đợt tạo đáy. Có thể là cung trong ngắn hạn nó tạm không bán nữa, nó chững lại, nó cạn cung. Nhưng mà nếu như cầu không vào, nó vẫn lình xình kém á, thì đạn sau nó hoàn toàn có thể rơi nữa. Em ví dụ cho mọi người trong quá khứ nha, cái dạng này rất là nhiều rồi. Điển hình nhất là giai đoạn nào anh chị? Giai đoạn 2023 đúng không? Anh chị hãy ví dụ như ở đây, sau một cái chuỗi rơi từ vùng đỉnh đi, từ vùng đỉnh qua 1.200 x, nó rơi về lại cái vùng giá là quanh 1.100 x, tức là rơi khoảng hơn 100 điểm. Thì mọi người thấy không, bắt đầu cái thanh khoản như thế nào? Nó kiệt thanh khoản lại này. Ở những vùng này thì mọi người hoàn toàn có thể nói là nó cạn cung đúng không? Người thấy thanh khoản gần như là không còn nữa, lực bán không còn nữa. Nhưng mà sau đó nó không bật lên, cầu nó không vào, thì nó hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện cái trạng thái là mở một cái biên rơi tiếp theo. Giằng co không bật lên được, mở biên rơi tiếp. Hoặc là ở đây cung cạn chưa? Thanh khoản rất là thấp, thanh khoản cực kỳ thấp. Nếu như nói về cung thì cung cạn rồi đấy. Nhưng mà nếu như cầu vẫn không vào, cung sẽ tiếp tục mất kiên nhẫn bán ra, mở gap down rơi tiếp. Đó nên cung cạn nó chỉ là một cái trạng thái giúp cho thị trường mình tạm ngừng bán, tạm chỉnh lại thôi. Nhưng mà lực cầu nếu như nó không vào thì nó vẫn sẽ không thể tạo đáy. Đó nên tất nhiên trong bối cảnh hiện tại, như mình nói, là một cái bối cảnh rất thuận lợi để xuất hiện hồi kỹ thuật khi mà cầu vào. Nhưng mà nếu như một cái bối cảnh thuận lợi như vậy mà chỉ số nó vẫn chỉ cứ lình xình quanh đây, trong tuần này chỉ số nó vẫn chỉ cứ lình xình quanh đây, nó không bật lên được,
với một cái độ đàn hồi rất kém thì rất dễ xuất hiện một cái nhịp cao trào bán xuống tiếp, một cái nhịp ép bán xuống tiếp để kích hoạt cung, để rũ bỏ, rồi nó tìm kiếm một cái vùng cầu mạnh hơn, thì khi đó mới có thể kết thúc cái nhịp điều chỉnh này. Nên mình sẽ cần theo dõi kỹ cái phản ứng quanh đây. Như em nói, một bối cảnh tương đối thuận lợi để có hồ kỹ thuật, nhưng mà nếu như không xuất hiện nữa thì biết luôn nó cần phải rũ tiếp thôi. Cầu không chịu vào thì nó sẽ cần phải rũ tiếp đó. Và cái vùng hỗ trợ ở giai đoạn vừa rồi, cái vùng mà quanh 1265-1270, anh chị nhớ không? Trước đó 1265 đến 1270 nó là vùng cản của thị trường, thì sau khi mà chúng ta đánh gãy đi thì vùng này nó sẽ trở thành cái vùng cản ngắn hạn, và nó thường cũng sẽ là cái vùng mà nếu như thị trường xuất hiện trạng thái hồi kỹ thuật, nó sẽ gặp áp lực bán trở lại để có những cái pha restart kiểm tra cung. Nếu như cung suy giảm, cung cạn dần thì đằng sau có thể xác nhận đi lên với phiên mà gọi là chốt lại tạo đáy, là phiên xác nhận giá tăng vô tăng. Còn trong trường hợp nó chạm về quanh đây, thậm chí nó xuất hiện hồi kỹ thuật nha, nó chạm về quanh đây nó bị bán mạnh xuống thì nó sẽ mang ý nghĩa là một nhịp bull trap đó. Nên chú ý cho em, đây là sẽ là cái vùng mà đo sức mạnh lực cầu. Và như nãy giờ em vừa nói qua thì mọi người thấy rõ ràng là giai đoạn này thị trường mình nó vẫn sẽ còn rất là nhiều bước để nó cân bằng, chứ không thể nào là chỉ xong trong một phiên, chỉ xong trong một cây nến đâu. Nên hãy bình tĩnh theo dõi và em sẽ liên tục cập nhật trong các video để anh chị tham khảo ha. Rồi, đó là về thị trường chung. Tiếp theo thì mình sẽ xét qua vận động các nhóm ngành. Tại vì cái sự phân hóa hiện tại trên thị trường nó rất là lớn, nó cực kỳ lớn luôn. Nên đôi khi mọi người nắm điểm số chung không á, thì mọi người sẽ không thể nào đưa ra được một cái hành động, một cái quyết định đầu tư nó chính xác. Mà mình sẽ đi qua các nhóm ngành xem thử là nó ở đâu và nó sẽ có mức độ tác động gì đến thị trường. Thì đầu tiên á, em có chia sẻ với mọi người một cái vấn đề á, là em đánh giá giai đoạn này tạm thời nha, dùng từ tạm thời, nhóm bất động sản và nhóm thép là hai nhóm em đánh giá là đã tìm được vùng cân bằng. Mình sẽ đánh giá 4 nhóm vốn hai lớn trước, tại vì nó sẽ có mức độ tác động nhiều đến thị trường, là ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản. Thì hiện tại bất động sản và thép đã tìm được cái vùng cân bằng ngắn, tạm thời nó có vùng cân bằng ngắn rồi. Nên mà để đánh giá cái mức độ rung lắc, cái mức độ biến động của thị trường á, thì mình sẽ phải theo dõi kỹ vận động của hai nhóm là chứng khoán và ngân hàng, hai nhóm ngành mà chưa tìm được cái vùng cân bằng. Thì nhóm ngân hàng, anh chị biết là ở cái phiên ngày 24 tháng 10 vừa rồi, phiên thứ 5, thì cổ phiếu STB chịu một cái dao động bán tương đối lớn, đúng không? Một cái phiên bán về sát sàn, đi kèm thanh khoản lớn. Thì khi mà STB, một cái cổ phiếu thể hiện cái sức mạnh của dòng ngân hàng, một cái cổ phiếu mà có tính đại diện cao trong dòng ngân hàng, nó sẽ khác với con EB nha. Con EB thì nó sẽ mang tính gọi là riêng lẻ nhiều hơn, nó sẽ mang tính đầu cơ nhiều hơn. Còn con STB á, thì khi mà nó giảm, cái mức độ tác động lên dòng ngân hàng của nó sẽ lớn hơn. Thậm chí em chỉ thấy cái phiên mà EB giảm sàn đây nè, cái phiên ngày 14 tháng 10 thì phiên ngày hôm đó nhóm ngân hàng nó cũng không có chịu tác động gì cả. Cũng giống như phiên ngày hôm nay, EB giảm gần 5%, mà thậm chí nhiều cổ phiếu ngân hàng nó vẫn tăng. Thì riêng con EB này á, nó sẽ thường đi một mình. Còn con STB thì nó sẽ có cái tính đại diện cho ngành nhiều hơn. Thì với trường hợp của STB, sau khi nó xuất hiện một cái dao động bán lớn như thế này á, nếu như nói về xu hướng lớn nó chưa có gãy, xu hướng lớn của STB nó chưa có gãy gì hết, nhưng mà sau khi xuất hiện một cái phiên bị dao động như vậy thì cái thế mà để vượt đỉnh, nếu như phiên ngày 23 tháng 10 là một thế rất tốt để con STB nó có thể vượt đỉnh, thì sau cái phiên ngày 24 tháng 10 cái thế vượt đỉnh của STB nó đã bị đánh mất rồi. Thì khi đó nó sẽ phải cần một quá trình tích lũy trở lại để nó hấp thụ lại cái lượng cung đeo bám phía trên để nó cân bằng lại, hoặc thậm chí là một cái nhịp rũ nền để kích hoạt cái lực bán ra bớt, thì đoạn sau nó mới có thể lên nhẹ nhàng được. Và khi STB là một cổ phiếu thể hiện cái sức mạnh của dòng ngân hàng, một cái cổ phiếu mà tạo cái niềm tin cho nhà đầu tư ở dòng ngân hàng nó bị mất thế lên, thì tức là dòng ngân hàng nó cũng phải nghỉ ngơi và nó cân bằng lại. Và dòng ngân hàng nó là cái nhóm lead thị trường ở giai đoạn vừa rồi, nên khi mà nó bị rung lắc như vậy thì nó cũng dẫn đến thị trường mình đoạn vừa rồi, mọi người thấy không? Cho dù bất động sản, cho dù thép nó có đỡ giá thì thị trường chung nó vẫn rất là rung lắc, vì nhóm leader nó bị rung lắc, nó bị dao động. Thì đối với nhóm ngân hàng trước mắt á, thì chỉ cần nó giữ được đà thôi, có thể nó sẽ giữ là cái vùng tích lũy thôi, khó tăng mạnh lại ngay. Mình cũng chưa kỳ vọng là nhóm ngân hàng phải tăng mạnh lại ngay, nhưng mà trước mắt ít nhất nó sẽ cần phải giữ được cái vùng đi ngang của nó, nó tạo một cái vùng tích lũy lại, nó không được xuất hiện những cái phiên bán dao động lớn nữa. Ví dụ như STB có thể nó sẽ rũ nền nha, em nói trong tình huống là nó có thể sẽ rũ nền, rũ về lại tầm giá 32.5 chẳng hạn, 322-325, nhưng mà cái phiên bán này nó không được xuất hiện tiếp một cái trạng thái volume cao nữa, tại vì nó đã có một phiên volume cao bán rồi, phiên ngày 24 tháng 10 nó đã có một phiên này rồi, thì đoạn sau nó có thể chỉnh về mặt điểm số,
nó có thể chỉnh về mặt giá, nhưng mà thanh khoản nó không được đột biến như vậy nữa. Vì nếu như nó xuất hiện liên tục những phiên bán đi kèm volume lớn thì đồng nghĩa với việc gì anh chị? Là dòng tiền lớn thoát ra. Một khi dòng tiền lớn thoát ra thì đoạn sau nó sẽ rất là kém. Đó nên nó có thể sung bát, nó có thể sụn nền, nhưng nó không được xuất hiện một cái trạng thái là thanh khoản dao động lớn nữa. Thì chỉ cần nó không xuất hiện trạng thái dao động lớn như vậy thì nó giữ nền, nó đi ngang đoạn này thì bình thường, nó không có xấu. Thậm chí ngày hôm nay là phiên hàng T cộng về của cây sàn mà tạm thời em thấy nhóm ngân hàng nó vẫn đang chấp nhận giữ giá. Thì mình theo dõi thôi ha. Thì đối với nhóm này tạm thời thì vẫn cứ nắm. Để nói về điểm mua ngân hàng thì như em chia sẻ trước đó với mọi người rồi, thì em đánh giá có con VBank được. Tại vì VBank vì sao em nói nó được? Vì sao ngân hàng bây giờ những cái cổ phiếu khác phải chờ mà con VBank thì lại mua được? Tại vì con VBank nó đang ở nhịp tăng số 1. Nó chưa có những vận động gọi là test đỉnh. Mọi người nhìn nè, thấy sự khác biệt liền. Ví dụ như con ACB, trước khi nó rơi thì nó có như thế nào chị? Một đỉnh nè, hai đỉnh nè, ba đỉnh nè. Techcom trước khi rơi, một đỉnh nè, hai đỉnh nè. Thậm chí STB trước khi nó rơi, nó có những cái nỗ lực vượt đỉnh nè. Anh chị hình dung nha. Đây, tạo một đỉnh nè, sau đó break lên vượt đỉnh đúng không? Thì sau khi break lên khỏi cái ngưỡng 34.5 mà cái việc nó quay về lại dưới 34.5 thì đồng nghĩa với cái vùng này là một cái vùng bull trap. Vùng này là vùng bull trap nè, không phải là một nhịp vượt đỉnh, là một nhịp bull trap. Đó thì nó khác. Còn con VBank thì sao anh chị? Nó chỉ mới có một đỉnh thôi. Thì với những cái cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1, em hay chia sẻ với mọi người cái gì? Với những cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1, nếu như nó có bị chốt xuống thì nó vẫn sẽ còn ít nhất một cái nỗ lực bật lại test đỉnh nữa. Rồi giai đoạn phía sau, nếu như nó test lại đỉnh 2 fail hoặc là đỉnh số 3 fail thì cái dư địa chỉnh nó phía sau nó mới mạnh khi nó phá vỡ cái vùng neckline. Còn ở trong nhịp chỉnh đầu tiên thì xác suất rất cao sẽ quay về test đỉnh. Nên nếu như nó có biên độ chỉnh từ vùng đỉnh đủ tốt và không bị dao động thanh khoản lớn. Nhớ cho em, nhịp chỉnh đầu tiên không được dao động thanh khoản lớn. Còn ví dụ như đây, FMC, em hay ví dụ trường hợp mà mặc dù là nhịp tăng số 1, nhưng nếu như bị dao động lớn thì bỏ, anh chị nhớ không? Thì con FMC đoạn này nè, bản chất nó cũng là nhịp tăng số 1 đấy. Đây vẫn là một cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1, bị chốt xuống. Nhưng mà cái nhịp chốt này thanh khoản nó cực khủng. Thanh khoản nó đột biến, nó cao hơn rất là nhiều so với những phiên tăng trước đó. Tiền thoát ra, đầu cơ, bỏ. Nhưng mà với trường hợp mà đang trong nhịp tăng số 1, chỉnh xuống và đi kèm thanh khoản thấp dưới trung bình thì đối với em đó là góc nhìn cơ hội nha. Đối với em đó là góc nhìn cơ hội. Ví dụ con VBank này, đoạn này chỉnh thanh khoản rất là thấp thì em đã canh trước cho mọi người ở vùng giá qua 19.520, anh chị nhớ không? Đó, qua 19.520 thì nó có đủ biên chỉnh trên 5%, một cái vùng giá tốt để mình canh nhịp test đỉnh. Đây, tạm thời có con VBank. Trong dòng ngân hàng thì có mỗi con VBank một đỉnh thôi, còn lại đa phần 2-3 đỉnh nên mình phải chờ. Rồi đến cái nhóm mà khỏe hơn như STB. STB đoạn vừa rồi thì đối với STB thì nó sẽ cần cái trạng thái cân bằng quanh đây ít nhất là 2 nhịp test nha. Mọi người mở cho em khung 1 giờ ra. Dạng như STB thì ít nhất phải cần có 2 nhịp test. Còn nhịp bật lên đầu tiên nó không đi xa nổi đâu, khó đi xa nổi. Tầm quanh tầm 34.5 nè, 34-34.5 thì nó sẽ gặp lực bán trở lại. Đó nên ví dụ như nó cân bằng lại quanh đây. Cân bằng, kiệt dần, đoạn sau nó sẽ ổn. Nhưng mà thường những cái form nó đã đánh như vậy rồi á thì cái xác suất mà nó kích thủng nền rất là cao nha. Tại vì nó đã đánh như vậy rồi mà nó muốn ép lượng cung ra thì nó sẽ phải kích thủng nền, để ép những nhà đầu tư kỳ vọng phải bán ra, rồi đoạn sau nó bật lại á thì dạng này nó sẽ dễ cân bằng hơn. Nên ví dụ như con STB mà nó rũ xuống một nhịp nữa thanh khoản thấp á thì em thấy là cái thế mua đoạn sau nó sẽ dễ hơn khi cổ phiếu cân bằng lại. Còn vùng này nó sẽ hơi lưng chừng, nó sẽ hơi lưng chừng. Và nếu như nó đi ngang lâu quanh 33 mà nó không có lực bật, ngày hôm nay nó có cầu rồi. Nhưng mà nếu như cái trạng thái em ví dụ như nó đi ngang lâu quanh 33 này nó không có cầu á thì cái việc rũ xuống của nó sẽ sớm thôi. Nên thường dạng này thì nó không có quá xấu, nhưng mà để mua thì nó sẽ hơi khó, nó lưng chừng quá. Thế tạm thời theo dõi ha. Cùng một form với con STB thì có hai con là con MSB đúng không, và con TBank đúng không chị? Hai con này là hai con cùng form với con STB. Thì con MSB là con đã rũ rồi. Con này là một con đã rũ nền xuống nè, và cái nhịp rũ nền của nó thì nó bị đi theo con STB, chứ thực tế là lực bán nó không hề lớn nha. Lực bán nó chỉ quanh trung bình. Thì dạng như con MSB này thì nếu như nó có một phiên bật tăng lại, phủ nhận được khoảng cây nến này, 1/2 cây nến này, tức là nó chỉ cần bật về lại trên 12.5. Thường nha, nếu con này nó có một nhịp bật về lại trên 12.5 và sau đó nó giữ giá tầm 1-2 phiên thì mình mua được lại rồi. Và đây là một nhịp rũ nền đúng nghĩa luôn.
Đó, nên dạng như MSB nó đã có gãy nền rồi thì mọi người theo dõi cho em. Nếu như nó bật về lại trên 12.5 và sau phiên bật đó nó giữ giá đi ngang tầm 1-2 phiên, không bị dao động, đặc biệt là phiên T cộng hàng về, nó không bị dao động thì dạng đó mọi người có thể cân nhắc được. Để những dạng đó thì nó sẽ ổn để mọi người mua. Giống như ở đây nè, gãy nền xuống nè, nhanh chóng bật lại nè, giữ giá thì đằng sau nó sẽ có tăng giá tiếp nha, chú ý cho em. Còn con Ti Băng thì nó cũng giống như kiểu con MSB, nó lưng lửng quá. Ngày hôm nay có một anh chị trong room hỏi em mua con Ti Băng này thì em cũng có nói luôn á, thì em thấy chờ được tại vì chưa rũ nền và đang mấp mé ở biên dưới. Cái vấn đề là cùng cái form với con Ti Băng thì những cái con khác nó đã có rũ nền rồi, ACB rồi Tacom rồi MSB đều rũ rồi mà con Ti Băng nó chưa rũ. Thì trừ trường hợp nó cực khỏe nha, nó sẽ có một tình huống mà không rũ nền mình vẫn mua được, tức là khi thị trường mình cân bằng rồi. Khi thị trường mình cân bằng được rồi mà con Ti Băng nó vẫn giữ được trên 17 thì ok, lúc đó mọi người mua được, nó thực sự khỏe. Còn khi thị trường mình chưa cân bằng thì cái việc mà nó có khả năng rũ xuống là hoàn toàn xác suất vẫn cao, nên mình chờ ha, chờ được. Tacom nè, Tacom thì như hôm trước em nói rồi đúng không, cái mốc chặn em cho mọi người là 24. Nếu như mất 24 thì Tacom sẽ chỉnh về lại quanh tầm 23-23.5, và nếu như chỉnh về quanh 23 volume thấp thì mọi người có thể xem xét cho trường hợp của Tacom được. Tại vì cái vùng này là cái vùng gap này, cái vùng cầu khá tốt của cổ phiếu, cái vùng hỗ trợ này. Thì vùng này khả năng rất là cao nó sẽ bật lại được. ACB thì cũng ngày hôm nay cũng bật nè. Đấy, ACB thì như em nói nó gãy kiểu này thì nó sẽ cần cân bằng ít nhất là 2 nhịp. Và nhịp bật đầu tiên lên thì thường cái mốc trước đó, cái mốc 253 hỗ trợ mạnh á, thì bây giờ nó sẽ trở thành cản. Nếu như chạm qua 253 mà con ACB, một là giữ giá đi ngang, volume thấp, hai là chỉnh chéo volume thấp á, thì mọi người có thể canh lại con ACB ở vòng sau ha. Còn nếu như mà bị tán xuống volume cao thì bỏ. Đang ngân hàng thì mọi người chờ thôi. Nói chung là bắt đầu điểm mua nó an toàn hơn nhiều so với đoạn trước rồi. Có điều thì tất nhiên nếu như đoạn trước kéo luôn thì cái thế nó sẽ mạnh hơn. Còn nó rũ xuống một nhịp như vậy thì nó sẽ cần thời gian một tí. Rồi, sơ bộ về dòng ngân hàng là như vậy. VIB thì cũng bị mất thế rồi, bị gãy nè, mọi người thấy gãy nền không? Còn VIB thì nếu như nó khỏe thì sau cái phiên ngày 2 tháng 10 nó phải bật lên ngay. Còn dạng này thì nó sẽ cân bằng lại dưới đây, nó cân bằng đáy lại. Form thì chưa mất nhưng mà nó phải cân bằng đáy lại dưới đây, nên chờ đáy 1 đi ha, chờ đáy 1 đã. Còn ai đánh ngắn thì nó bật về lại quanh tầm 15-18.5-18.6 thì ra cũng được. Có con EB ra như em nhắc, em nói con này thì cái độ đầu cơ nó cao. Dạng này thì nó không có theo chung với ngành. Nó đi riêng lẻ, những cái phiên nó tăng nó cũng không kéo giao tiền vào dòng ngân hàng, cũng như là phiên những cái phiên nó chỉnh nó cũng không tác động nhiều đến dòng ngân hàng. Thì đối với dạng EB, ngày hôm nay mọi người hỏi em là EB rơi mà không có vol thì có tốt hay không em? Thực tế nha, đối với dạng mà thường đánh theo game như con EB á, thì cung cầu nó sẽ không có tính tự nhiên quá nhiều. Nó sẽ không phải là cung cầu đến từ nhà đầu tư cá nhân chủ yếu, mà nó sẽ là cái dòng tiền điều tiết. Thì với dạng này của con EB á, nếu như mà xét nha, thì nó đang ở nhịp tăng 1, nó chỉnh chéo xuống thì nó vẫn sẽ có xác suất bật. Nhưng mà dạng như con EB thì em không đánh giá cao, tại vì cái biên độ kéo và đạp nó rất là lỏng. Nó rất là lỏng nên cũng chưa có khuyến nghị là tham gia trở lại. Rồi, đấy là về dòng ngân hàng, nói chung là cần một nhịp nghỉ. Và theo dõi cái trạng thái của STB xem thử là nó có cần rũ xuống một nhịp nữa hay không. Còn tạm thời mua, nếu mà thích mua ngân hàng thì em thấy là có con VIB được. Còn những con khác thì chờ như những cái tín hiệu em vừa nói. Rồi, đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán á, thì trong nhận định nó rất là rõ. Tại vì dòng chứng khoán em thấy mọi người rất là hay hỏi mua ở đoạn này, thì em chia sẻ rất là rõ để anh chị mình có thể tham khảo nè. Thì đối với dòng cổ phiếu chứng khoán ở trong bản tin nè, đây, dòng cổ phiếu chứng khoán thì chú ý cho em, cái vùng cân bằng của dòng chứng khoán nó sẽ được xác định ở tín hiệu đầu tiên là phiên nỗ lực hồi kỹ thuật. Phiên này thì thường có biên độ tăng từ 2-3% trở lên. Và nếu như tăng trần thì càng tốt, tăng trần thì cái độ uy tín nó sẽ cao hơn. Thì khi đó nó sẽ xác định được một cái vùng cầu vào. Tất nhiên nó vẫn sẽ còn reset các thứ, nhưng mà có phiên này thì khả năng tạo đáy nó sẽ cao hơn. Còn trong trường hợp nó vẫn rơi từ từ theo hướng cưa chân bàn thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì tạm thời ngày hôm nay một số cổ phiếu nó có sự hồi phục nhẹ. Hồi phục ngày hôm nay thì chưa đủ cơ sở để gọi là một phiên hồi kỹ thuật đúng tiêu chuẩn anh chị. Nó chỉ là một cái nhịp gọi là ngừng bán thôi, chứ chưa gọi là hồi kỹ thuật. Thì nếu như trong 1-2 phiên tới mà những cái cổ phiếu này nó tiếp diễn được, ví dụ như HCM ngày hôm nay có tạo một cái đu nến trên, nhưng mà 1-2 phiên tới HCM vẫn tiếp diễn giữ giá bật hồi được về tầm 29.5 chẳng hạn, thì khi đó
dòng chứng khoán đã có phiên hồi kỹ thuật rồi, thì khi đó mình có thể kỳ vọng được. Mình có thể kỳ vọng được kiểu thế này, cân bằng. Còn thực tế, thậm chí là phiên ngày hôm nay nha, thì dòng chứng khoán nó chỉ là ngừng bán thôi. Nó chưa phải là một cái phiên hồi kỹ thuật. Nó là một cái phiên ngừng bán. Mọi người check đi, em nói những cái con mà có biên độ tăng tốt luôn nha. Con ORS thì nó là trường hợp riêng lẻ trong dòng chứng khoán. Con này nó không có rơi. Con này nó không có rơi, em vẫn đánh giá nó khỏe. Nhưng mà như em nói trong video ngày hôm qua, để mà mua con ORS thì nó sẽ hơi khó. Vì sao? Vì biên độ rất lỏng. Đoạn này đánh biên rất lỏng. Thì những con giữ giá nhưng mà biên độ nó lỏng á, thì đoạn sau nó vẫn sẽ có rủi ro rơi nha. Ví dụ như HCM đoạn trước giữ giá rất tốt, nhưng mà cái biên độ lỏng thì đồng nghĩa với việc là hai bên cung cầu nó đang chưa thực sự là cân bằng, nó đang bất ổn. Và thường những cái dạng bất ổn như vậy chủ yếu là đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia nhiều. Nên nó giữ giá, mà trong trường hợp giữ giá với kịp volume thì nó sẽ tốt hơn, kịp volume kịp biên độ sẽ tốt hơn. Còn nó giữ giá thế này thì tất nhiên nhà tôi sẽ cho rằng ORS là một cổ phiếu khỏe và họ sẽ tham gia và mua rất nhiều. Cái điểm trừ của ORS là nếu như nó khỏe nha, nó thực sự khỏe, thì sau cái phiên ngày 22 tháng 10, ORS nên giữ giá trên tầm 14.5 và kịp thanh khoản lại quanh đây, thì chắc chắn thị trường công bằng nó sẽ tăng luôn, nó sẽ tăng luôn, tại vì nó là một cái cổ phiếu khỏe nhưng mà nó lại bị dao động. Nên dạng này mọi người có hàng thì giữ được, thậm chí là khi nó về cận 14.85 mọi người chốt bớt, chặn lại cho em là 13.8. Đấy, còn mua thì nếu như đoạn sau nó kịp biên độ lại, nó siết lại thì mọi người mua. Nó siết cái biên độ lại một tí thì mọi người mua. Còn hiện tại thì em chưa thấy điểm mua. Ấy ngoại trừ một cái trường hợp riêng lẻ là con ORS ra. Rồi mình lấy những con ví dụ như con BVS ngày hôm nay tăng đi. Đây BVS này. Thực tế nó là gì? Nó là một trạng thái ngừng giảm khi mà cổ phiếu nó về là những cái vùng hỗ trợ. Như con BVS nó về là hỗ trợ ở nền trước nè. Nó có độ đàn hồi. CTS nè. Đấy, nhìn vào rất là rõ, không đủ tính chất của một phiên hồi kỹ thuật. FTS luôn. Nó là một trạng thái ngừng giảm. Và nếu như một hai phiên tới nó tiếp diễn tăng được biên độ tầm khoảng là 2% chẳng hạn, không cần nhiều đâu, tăng được khoảng tầm 2-3% nữa, thì thì nhóm chứng khoán khi đó đã có hồi kỹ thuật. Thì đoạn mọi người có thể kỳ vọng được là tạm thời vùng này triển vọng là vùng cân bằng. Nếu như trong cái nhịp reset lại, có thể là một cái vùng đi ngang ngắn tầm 2-3 phiên, hoặc một cái nhịp chỉnh xuống đi kèm thanh khoản thấp, thì lúc đó nó sẽ ổn. Và khi dòng chứng khoán ổn thì thị trường mình nó cũng sẽ ổn hơn. Tại vì dòng chứng khoán nó là một dòng có tính thị trường rất cao, nó có độ nhạy rất lớn. Dòng chứng khoán mà lên được thì nhà tôi họ sẽ có niềm tin rất rất lớn. Bất động sản tăng thì nhà tôi nhỏ lẻ nắm nhiều họ có thể vui, nhưng mà niềm tin về thị trường chưa lớn. Mà nếu như chứng khoán tăng thì thường cái niềm tin nó sẽ lấy lại rất là nhanh. Đó là lý do vì sao mọi người thấy là những cái phiên hồi kỹ thuật, nhóm chứng khoán thường là nhóm tăng trước, thường là nhóm tăng trần. Chứng khoán, bất động sản là hai nhóm dễ tăng trần nhất. Đó. Rồi, đó là về ngân hàng, đó là về chứng khoán, thì form chung chứng khoán thì vẫn theo dõi thôi. Con nào có độ bật càng tốt thì mọi người sẽ nốt lại. Còn con nào mà nó bị trơ quá, nó kiểu như nó lình xình đi ngang kém quá thì thôi từ từ. Thì tạm thời em thấy là dòng chứng khoán form chung của nó là như vậy. Nó chỉ có một con ORS là riêng lẻ thôi. Còn form chung của dòng chứng khoán là một cái nhịp rơi, sau đó đang tạm cầm máu. Nó giống như trang thị trường vậy. Dòng chứng khoán bây giờ cái tính tương đồng của thị trường, cái tính tương đồng của nó với thị trường rất là cao. Nếu mình follow thị trường thì mình hoàn toàn có thể nắm được cái diễn biến của dòng chứng khoán luôn. Alright, con SS thì quá kém ha. Con này thì quá kém. Trước đó qua 16 em có nói mọi người cơ cấu rồi. Con này cái giai đoạn mà đầu tháng 10 qua 16 em nói rất là nhiều là con ORS, con SS mọi người cơ cấu cho em qua 16. Hiện tại thì con SS nó về lại đáy trước rồi, nó thủng đáy trước luôn nha. Đáy trước nó quanh tầm 14.1 thì nó đang có tín hiệu muốn thủng đáy trước. Thì dạng này thì phải có cái vùng cân bằng mới lại. Nói chung là mình chưa có ưu tiên được. Rồi, đối với nhóm thép thì ngày hôm nay có bật. Nhưng mà đơn giản là gì? Là nhóm thép á. Nó bật, nhưng nó bật từ dưới lên, nó là dạng nổi dưới nổi lên. Nó không phải là cái cổ phiếu giữ kênh trên, mà nhóm thép nó vẫn là cái dạng cổ phiếu là giữ nền dưới. Nên những cái nhịp nổi lên của nó thường sẽ có lực chốt tương đối mạnh. Nó sẽ không có thể lên ngay đâu. Thậm chí ngày hôm nay Nam Kim tăng trong phiên gần 3%, sau đó đóng cửa chỉ còn tăng có 1.2%, mọi người thấy không? Bị đơn giản những con này cung ở trên nó nhiều, nó là dạng ở dưới đi lên. Dạng ở dưới đi lên thì chưa thể lên ngay trong một nhịp đâu. Nhưng mà ví dụ như phiên ngày hôm nay bị chốt ngược như vậy, mà những phiên kế tiếp con Nam Kim nó vẫn giữ giá được trên 21 á, quanh 21 á, thì nó sẽ tăng thôi. Thì đối với nhóm thép thì em chia sẻ quan điểm rất là rõ ràng. Chưa có sóng đâu. Kể cả bất động sản hay thép nó chưa có sóng đâu. Nhưng mà nhóm thép nếu như nó về rủi ro cao á, thì em lại đánh giá là nó không rủi ro quá cao. Có điều trong cái hàng nó chậm thôi. Còn rủi ro không cao là vì sao? Vì nhóm thép nó đã bắt đầu nó đi qua đáy lợi nhuận rồi. Thì đi qua đáy tức là gì anh chị? Là chỉ có đường đi lên đúng không? Trừ trường hợp nó phải có cái biến động gì đó quá lớn liên quan đến dòng bất động sản.
À thì khi đó dòng thép nó có thể bị ảnh hưởng mạnh. Còn bây giờ thì nó đã đi qua đáy lợi nhuận rồi. Thì một khi đi qua đáy lợi nhuận thì nó chỉ có đường lên ở giai đoạn phía sau. Nhưng mà tất nhiên trong ngắn hạn, cái thời gian nó tích lũy lại sẽ cần. Đó là lý do vì sao mà view ngắn thì chưa. View ngắn đối với dòng thép thì chưa, nhưng mà view gom dần thì em nghĩ là có thể rải ra gom dần được rồi. Đó, ví dụ như Hà Phát em nói mọi người canh quanh 265 đúng không? 263, 265 thì ngày hôm nay bật nè. Đó, nhưng mà trước mắt Hà Phát thì kỳ vọng là một cái nhịp test lại quanh 27.5 à, chứ chưa có nhiều hơn đâu. Nam Kim Hoa Sen thì giờ nó về sát biên dưới thì nó bật lên á, thì nếu mọi người muốn kỳ vọng ngắn á, thì sẽ kỳ vọng về biên trên. Vì kỳ vọng thì quanh 22 này, Nam Kim quanh 22 này. Hoa Sen thì quanh tầm 215 chẳng hạn, chứ còn mà để một cái kỳ vọng lớn hơn thì chưa có. Như vậy ha. Rồi đối với nhóm bất động sản thì DSG ngày thứ 6 bị chốt ngược, ngày hôm nay bật lại. Cái điểm mà em muốn nói với con DSG là do cái volume nó dao động quanh biên trên hơi lớn thôi. Form chính của dòng bất động sản là form đi ngang nha. Form chính của con này, form chính của dòng bất động sản nó là một cái form trong biên. Và hiện tại ví dụ DSG chạm biên trên, nếu như chạm biên trên chưa vượt thì nó nên duy trì thanh khoản thấp thì sẽ tốt hơn. Chạm biên trên mà chưa vượt được á, thanh khoản thấp thì cho thấy đó là một tín hiệu hấp thụ cung và cung không lớn, thì đoạn sau nó mới có thể là bứt ra khỏi cái nền được. Còn nếu như nó chạm biên trên mà thanh khoản quá lớn, đồng nghĩa với việc là lực cung nó vẫn nhiều. Ê, thì ngày thứ sau em có nói một cái vấn đề á, là con DSG nó bị chốt ngược kèm đu nến trên. Thì nếu như trong ngắn hạn nó không chui ngược về dưới 16.5 thì có thể kỳ vọng nó tái tích lũy một nhịp nữa nó vẫn tăng tiếp được. Ê, còn trong trường hợp mà kém nó quay về dưới 16 á, thì nó sẽ cần test lại cái vùng hỗ trợ quanh tầm 15.4, 15.5 dưới đây. Thì ai có hàng có thể rải ra chút bớt và chặn cho em cái ngưỡng 16. Còn mua thì em chưa thấy có điểm mua đối với con DSG nha. BDR thì con này cũng biên quanh 20x đến tầm 22.5, 22.3. Thì nếu mọi người mua thì mọi người nên mua cận biên dưới nó sẽ an toàn hơn, tức là quanh tầm 21.2 độ lại chẳng hạn. DG thì em không ưu tiên lắm. DG, Novaland và TCH là những cái cổ phiếu em không ưu tiên, tại vì nó có vấn đề về pháp lý. Những cái con có vấn đề về pháp lý thì mình sẽ không kiểm soát được, tại vì rủi ro là những cái thông tin đó ra mình là nhỏ lẻ, mình sẽ không biết trước được. Và khi thông tin ra rồi nó nằm sàn, mọi người sẽ không xử lý được. Còn rất là nhiều cơ hội khác, thì tại sao mình phải cố gắng tham gia vào một cái cổ phiếu bị vấn đề pháp lý đúng không? Còn rất nhiều cơ hội khác đúng không? Đó. Đây dòng bất động sản thì mọi người follow cho em DSG. DSG giữ được thì em nghĩ là dòng bất động sản sẽ ổn thôi. Còn nếu như con lít là con DSG mà nó bị dao động á, thì tất nhiên dòng bất động sản sẽ ảnh hưởng theo. Tại vì cái nhịp bật vừa rồi của dòng bất động sản thì nó đến từ cái trạng thái của con DSG. Rồi tiếp theo thì mình có một số cái nhóm ngành khác thì em muốn mọi người chú ý. Một con là con SSC nha. SSC thì nhịp này giữ giá so với thị trường và biên độ, nếu như mà nó hẹp biên độ lại, nó kịp biên độ lại, nó giữ được giá trên 37.5 và nó kịp biên độ lại, thì đây là một cái cổ phiếu mọi người có thể đánh ngắn được. Với kỳ vọng trước mắt là quanh tầm 41x, tại vì nó chỉnh trước thị trường rồi. Thì nếu như đoạn này nó cân bằng trước thị trường thì sẽ rất là ổn cho trường hợp của SSC. Rồi nhóm dầu thì nhìn chung đoạn này thì cũng kém thôi. Nhóm dầu thì sau khi con BSR, nhóm dầu thực ra đoạn rồi mình chỉ kỳ vọng mỗi con BSR thôi. Và sau khi BSR bị mất 22.2 á, thì nhìn chung trạng thái của nó kém. Nó không down, nó không sẽ kiểu là downtrend, nhưng mà nó sẽ sideways trở lại biên độ lớn và nó mất nhiều thời gian lâu. Rồi bán lẻ thì Masan ngày hôm nay khối ngoại bán tương đối nhiều. Ngày hôm nay Masan chịu áp lực của khối ngoại tương đối nhiều. Nhưng mà sau đó rút chân kéo xanh ATC, thì thường kéo xanh ATC thì một phần là nó để điều tiết điểm số thôi. Và tạm thời thì cái gap này của Masan vẫn giữ, nó không đóng nến dưới gap. Thì kỳ vọng ngắn của Masan vẫn sẽ còn một cái nỗ lực bật lại test quanh 80 nha, quanh đó. Rồi còn những con bán lẻ khác, DigiWorld thì vẫn kém, DigiWorld thì rơi. Cái ngưỡng xử lý trước đó em báo với mọi người là ngưỡng 46 đúng không? Thì nó có một cái vấn đề á, đạn này một số cổ phiếu nếu như mọi người không bán đúng điểm á, thì nó rơi như vậy rất là khó bán. Ví dụ ngày hôm nay mọi người hãy em bán con DSG, DigiWorld không thì em sẽ không tư vấn bán được nữa, tại vì nó về sát hỗ trợ rồi. Những vùng này trừ trường hợp mà nó đi ngang quá lâu nó không bật được thì mọi người xử lý bớt, tránh trường hợp nó sideways down thôi. Chứ còn bây giờ thì điểm bán nó sẽ bị qua rồi, nó sẽ rất là khó bán. Nếu như nó bật thì cái vùng hỗ trợ trước đó sẽ trở thành kháng cự. Vì con này thì trước đó cái vùng hỗ trợ ngắn là quanh tầm 44x thì nó sẽ trở thành kháng cự trong những cái nhịp bật lên. Đó. Rồi ha, nói chung tạm thời thị trường chung là cái hướng nó giằng co. Mình tập trung những cái nhóm chính, những cái nhóm lớn để mình theo dõi vận động quanh đây. Khi nào có tín hiệu mới sẽ cập nhật với mọi người. Nếu chị thấy video hữu ích thì có thể tặng cho em một like, đăng ký kênh, subscribe kênh. Và có câu hỏi nào khác về cổ phiếu thì cứ comment bên dưới em sẽ hỗ trợ cho. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.